sáng nó tí tí. Trời đông khúc nha. Cái gì vậy? Đây em hay đóng nè. Cái gì mà màu tím? Không rõ lắm ha. Ai vô? Bán nào nó cũng như cái hốt. Bây giờ người ta không có chích nữa rồi. Em vừa rồi em mới nói chị vô cho cùng này. Em quay chị vô em làm trắng ra ngoài đèn hả? Như vậy là nằm ngay trước nhà thờ đấy. Thôi cái này là cho ba ấy, cho mọi người ấy. Bây giờ mình vô trong trăm. Thôi là rồi để đồ tất năm kia cho trong kia đồ. Rồi đây là cái địa điểm mình tổ chức bà con dân tộc với lại các cháu này. Chú đi giữ bao đi rồi hồi để hỏi coi mình bỏ vô. Mình bỏ vô nhưng mà
chưa biết bỏ cái gì. Cái này là gì? Bye.